Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Chuyện lạ hôm nay trên kênh YouTube Báo dân Việt. Thưa quý vị, từ xa xưa, người dân thôn Thanh Bình, xã Thanh Lộc, tỉnh Hà Tĩnh truyền tai nhau câu chuyện về một phiến đá thiêng có thể giúp tìm lại đồ vật bị mất. Từ đó hễ bị mất châu bò, vật nuôi, người dân lại tìm đến phiến đá này để thắp hương cầu khấn. Nhiều gia đình sau đó đã tự tìm lại được hoặc có người báo tin giúp. Thứ hư câu chuyện này như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi sau đây. Di tích bản thổ nằm ở khu dân cư thôn Thanh Bình, xã Thanh Lộc. Theo người dân địa phương, nơi đây từng là một vùng đất hoang vu, cây gối um tùm rậm rạp, đi lại rất khó khăn. Bên trong lùm cây, mọc lên phiến đá nằm lộ thiên, có hình bầu dục, chiều dài khoảng 2 m rộng và cao khoảng gần 1 mét. Không có bằng chứng khoa học, sau người dân vẫn truyền tay nhau câu chuyện về phiến đá thiêng. Ở vùng đất này, họ coi hòn đá như một vị thần hộ mệnh của làng. Sự linh thiêng của phiến đá ấy đã được người dân nơi đây tôn kính, xưng tụng ông đá hay ngài đá. Hễ có vật nuôi thất lạc thì chỉ cần đến thắp hương cầu nguyện vào phiến đá sẽ tìm được vật nuôi. Hoặc những ai đó đi thi cử thì đến tỏ lòng thành tâm trước phiến đá đều thu lại kết quả tốt. Phiến đá lộ thiên có màu xanh rêu hình bầu dục, chiều dài khoảng 2 mét, chiều rộng và chiều cao khoảng gần 1 mét. Bao quanh đền thờ phiến đá là một khuôn viên được xây dựng rộng gần 1.000 mét vuông có đầy đủ mái tre, đèn thờ, lư hương và nến để cho mọi người tới thắp hương cầu nguyện. Câu chuyện viên đá giúp dân tìm lại vật nuôi có nhiều thông tin khác nhau. Tương truyền xưa kia ở dãy núi sạch lĩnh cách viên đá không xa có rất nhiều thú dữ thường xuyên ăn thịt vật nuôi và đe dọa cuộc sống của con người. Một hôm có anh nông dân đang chăn trâu thì nghe thấy tiếng hổ gầm, sợ quá con trâu đứt dây bỏ chạy vào rừng. Sau một tuần tìm kiếm nhưng vẫn không thấy tung tích vừa tiếc của vừa quá mệt, anh vào lùm cây nằm bên cạnh phiến đá để nghỉ và ngủ quên lúc nào không biết. Trong giấc mơ, anh thấy một cụ ông dâu tóc bạc phơ xuất hiện từ trong phiến đá, bảo sáng ngày mai đi vào cánh đồng phía nam thì sẽ thấy trâu của mình. Khi người nông dân đến khu vực theo chỉ dẫn thì bất ngờ thấy con trâu của mình đang ở đó. Cụ Lê Đình Luyện, sinh năm 1936 kể rằng, xưa kia sau khi nghỉ hưu, Cụ Thượng Trình sinh năm 1872, mất năm 1949, tiến sĩ Thượng Thư Nguyễn Văn Trình đã về quê sinh sống. Một hôm, cụ bị mất một con lợn to, cả nhà đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Biết tin, một người giúp việc mách cho cụ Thượng Trình mua một nén hương cầu khấn nơi phiến đá nhờ tìm lại vật nuôi. Lễ sau một hôm thì có tin báo con lợn của cụ đi lạc và có người làng bên bắt được. Cụ Trình đã mua lễ vật đến cảm tạ. Chứng kiến nhiều lần như vậy Cụ cho lập bàn thờ nhỏ bên cạnh phiến đá để hương khói Cũng theo cụ luyện Sau đó cụ thượng trình đã đặt cho hiệu bụt Là bản phổ phúc thần càn long linh ứng Tỷ hộ liệt vị tôn thần Với ý nghĩa bản thổ được tôn làm thần Vị thần có phúc Tỷ hộ là giúp đỡ Từ đó người dân coi phiến đá như một vị thần hộ mệnh Và kính cẩn gọi là ngài đá, ông đá Toàn bộ khuôn viên có diện tích khoảng 1.000m2, được xây tường bao quanh, cây cối tươi tốt. Theo người dân, dù trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh bão tố, nhưng cây cối ở đây vẫn không hề bị tàn phá, gãy đổ. Gần đây để thuận lợi cho việc hương khói, chính quyền địa phương và người dân đã góp công tôn tạo miếu thờ và lập biển chỉ dẫn di tích bản thổ ngay cổng ra vào để cho mọi người tới tháp hương cầu khấn. Ngày này, người dân đến đây dân hương không chỉ để tìm vật nuôi mà còn cầu bình yên trong cuộc sống. Cầu đỗ đạt trong thi cử, an toàn trong đi lại, may mắn trong làm ăn, thuận lợi trong khởi công, động thổ, dựng vợ gà chồng, có cái hiếm muộn. Ngoài ra vào các ngày mùng 1 và giảm hàng tháng và dịp Tết Nguyên đán, sau khi đón giao thừa, rất đông con em địa phương tụ tập về đây dân hương đầu xuân. Những vụ mùa, Người dân thường làm lễ nếp mới để dâng lên nhằm cầu nguyện mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Việc dâng hương tại di tích bản thổ đã trở thành nét văn hóa tâm linh không thể thiếu trong đời sống của người dân địa phương. Nói về di tích bản thổ, Cụ Lê Đình Luyện cho biết Ở mỗi vùng quê, người ta thường tôn những thứ linh thiêng để phù hộ cho mình. Vì thế di tích bản thổ là ngôi đền thờ thổ thần của người dân bản xứ, do người dân tự lập nên. Đây là tâm linh và đức tin của con người. Theo cụ luyện, nó là thờ một phiến đá, nghe có vẻ huyền bí. Tuy nhiên ở đây, tuyệt nhiên không có hoạt động mê tín dị đoan, không có dịch vụ thầy cúng, dâng sớ, xăm quẻ, không đốt vàng mã theo dạng biến tướng. Đến đây, người dân chỉ thắp hương, đặt gói bánh, nén hương vàng lên ban thờ và tự khấn theo lòng thành, có sao nói vậy. Lễ xong cũng tùy lòng hảo tâm, công đức bao nhiêu tùy ý. Cũng theo cụ luyện, thành lộc ngày xưa có tên là Kiệt Thạch, tức là hòn đá đặc biệt. Ngoài di tích bản thổ trên ngọn núi Sạch Lĩnh hay còn gọi là Phượng Lĩnh có có dấu chân ông đùng in sâu trên phiến đá. Để làm sáng tỏ hơn những lời nói của mình, ông luyện chỉ dẫn tới nhà anh Sơn, người mà theo lời kể của chị Hồng là cách đây vài năm có một con ngựa bị lạc. Anh Sơn bảo, đúng là hồi đó con ngựa của tôi đi lạc, tôi cũng có tới phiến đá tháp hương nhờ ngài giúp mình tìm lại vật nuôi. Cũng không hy vọng nhiều lắm, nhưng không ngờ sau đó lại tìm được không biết có phải sự trùng hợp hay không. tôi cũng không dám khẳng định là việc phiến đá giúp mình tìm được ngựa như thế sẽ gây ra sự mê tín cho mọi người. cũng có khi đó là do may mắn. như đối với tôi cũng như những người dân trong làng từ trước tới nay, mở xem phiến đá như là vị thần hộ mệnh vậy. anh thành, một người trung niên trong làng cho hay, các cây cối xung quanh khuôn viên thần đá không bao giờ bị gãy đổ, cho dù mưa to gió lớn đến thế nào, trong khi cây cối ở những nơi khác thì bị đổ. Vị chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Lộc cho biết, việc thờ phiến đá có từ lâu đời, đây là vấn đề văn hóa tâm linh của người dân, chứ không có sự mê tín dị đoan mà hoạt động ở đây do hội người cao tuổi của xã đứng ra quản lý. Qua lời khẳng định của người dân nơi đây, có thể thấy rằng đất có thổ công, sông có hà bá. Ở mỗi làng đều có một sự tín ngưỡng nhất định dành cho vị thần trong làng. Với người dân làng Thanh Bình, việc đấy mang lại nhiều đức tin cho họ, nhưng vẫn mong sao Mọi người làm việc cầu nguyện thì xuất phát từ đức tin, từ lòng thành bản thân, đừng cầu nguyện vì sự mê tín. Thưa quý vị, dù không có căn cứ khoa học, nhưng những lời đồn về phiến đá cứ thế truyền tai nhau từ đời này đến đời khác, trở thành chỗ dựa tâm linh cho những người đang bế tắc. Ý kiến của bạn như thế nào về câu chuyện trên, đừng quên để lại ý kiến dưới phần bình luận của chúng tôi. Và đến đây, thời lượng của chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo.